La ở ba. Anh Quang muốn đấu trí với ông này. Kéo đi. Anh ấy đang định bảo một dòng sự kiện, tôi thấy một dòng sự kiện nó hơi căng. Hay là kèo ăn bánh mì của anh Bill đi. Hợp lý. Nên Jimmy gọi là đi luôn đấy chứ. Hợp Nhờ lý anh bánh luôn. mì Ý, tôi đang định qua rồi. Người thế khi nào ông qua? Tôi định kiểu khi nào mà mình đi đâu ấy. Đấy, kiểu ví dụ đi mua đồ hay các thứ hay là ghé qua thăm anh Phil luôn. Thế bây giờ nhá, top 4 thì trả tiền, top 3 quay cho top 1 nhá. Top 2 Nhưng free shot. người top 2 với top 1 thích ngủ thêm bạn bè cũng được. Kèo này nó nhẹ mà. Bánh mì được mà. Châu Tinh Linh. Ngủ thêm bạn bè các Có thứ top đồ top vui. 1 được like đúng không? Dạ, chứ top 1 được Được một like like mời nhá, nè. thế nhường vô luôn. Hả? Mời Yes, nè. tôi phải cố top 1 mới được. Tôi chưa Tôi like ứng cái đấy quân bao giờ. nè. Tôi ở thì anh em mới cố gắng, anh em mới top 1 được đúng không? Tôi hồi đó giờ chưa được. Được được like được, nhưng được like Được live stream là Ngoài, hình như là đang căng mấy cái món chế chế đấy. Em cẩn thận. đâu, mình bỏ cái đó rồi mà, mình chỉ đi ăn bánh mì thôi. À đấy ok. Đấy, phòng đấy, phòng đấy. Còn nếu anh muốn thì tôi cũng có trò chơi stream cho anh chơi. Devil hay là basic? Devil đi cho vui ngay. Devil nhá. Em stream Devil Kiểu anh đó. kia ngồi phòng vậy. Nào. Tôi muốn còn hơn là tôi phải cầm mỏi tay lắm. Ây à, có dao ở trên bàn kìa. Thằng nhóc Linh à. Anh Quang vút ca dễ đoán này. Thằng Khoa thì dễ rồi. Yes Thằng Linh sir. này là cũng dễ rồi. Ai đánh đầu? Ôi, ly khố Ai được chia bài. bài trước thì đánh Ừ, đầu. ngã bồ. Chưa anh ơi. Nhưng mà mua đánh đầu anh ơi. Bắt luôn anh ơi. Mày hay. Bắt luôn. Đấy, Hay bắt lắm. anh. Bắt anh. Bắt luôn cho em fake. Quả. Quang ơi, Ui. tôi đánh một con là fake đấy. Thôi. Hai Ok. lá đi. Tôi đánh một con là fake đó. Hai lá này fake xong ba Ê! tôi luôn. Ba kìa. Không, là ba con thật đấy. Có Quan nghĩ ca. liền. One Queen. One Queen. Bắt luôn. Ê, cẩn thận tiếp hồ men. Ai da, nhà phải bắt con sâu chứ. À, không con sâu cũng là quy làm nào hả nhỉ? Không có, có nhưng mà tôi không tin nó. Con sâu cũng là quy thì làm nào? No, ui. Ui. Đi luôn à? Lần mày đầu đen tiên thế thì đây, lần đầu tiên anh thấy rao đầu tiên chết đấy. Thế anh hôm trước bọn em bắn thế thì chịu rao đầu tiên bốn người đều chết luôn, ba người đều chết luôn. Thế thôi. Còn xem thế thì nữa. Chịu rồi. Uầy, có anh em nào stream không? Wow. Xem để với. Tôi. Ừ. Đi tôi nào. Này à. Kèo là anh đẹp này đấy. Thế chịu rồi, chịu rồi. Rồi đi luôn đi. Anh này mới chưa biết anh chơi sao, anh này mới quá. Ui, anh Bo ơi, tôi thắng một kèo. Đi đây. Đi đây. Tôi bảo nó dính phải cái bàn vô biên đâu ơi. Cơm mà. Hay rồi em Bo. Hay rồi. Hay quá rồi. Em Bo. Bộ tướng quân à. Đi luôn. Em đây, đi, em đây. Đi mất rồi, cái này rõ rồi. Má mày lỗi rồi, trận này lỗi rồi. Ăn kính. Thì oan kính. Thì oan kính. Oan kính. A liar. Lai chưa thôi. Lát kìa. Phải biểu. Cái Ai da. Ui. Phải cà liều được cái nhà. Một cách đi luôn thì trận này lỗi nha. Không một lỗi. Đi luôn là lỗi này. Không không khó lắm. Không đi được không? Ok. What the f***? Đi cái top 1. What the f***? Man. Y hệt trận hôm trước luôn. Chơi bời kìa. Nhanh thực sự luôn á. Vàng 4. Rồi rồi, cờ bạc đãi người mới chơi rồi. Tôi em 4. Qua 2. Tôi hai em một em chưa một. Thấy đấu trí cái gì luôn á. Chưa thấy đấu trí gì, chưa thấy đấu trí gì, em nghĩ là lỗi rồi. Lại đi setting, có setting lỗi thôi đâu. Phiếu mạng trắng chết, mạng chết là không 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 setting được. Chờ tắt tắt chim nhím nhíu nhìn tắt 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 đi tắt đi tắt đi tắt đi rồi vô 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 tao rồi tao rồi thôi không không
Còn hai trận đây gỡ không sao. Không sao, mà có một trận thôi. À xin lỗi anh Quang. Ủa, à anh Quang à. Nữa là mình chắc suất rồi. Chắc chắn rồi. Ok, chắc suất à. Anh Quang à. Mèo ơi, tôi livestream cho ông xem này mèo ơi. Đừng cho ông nhìn xem. Vào rồi, tôi vào rồi. Yên tâm. Sao lại đãi kẻ khù khớ kìa. Ông lại búa béo à? Ai đi đầu đây? Em đi đầu. Một ice. Liều trang con nhiều bông ơi. Cho ông liều ba cây sau ông thật chứ gì? Ok. Thế thì về thôi. Một ice. Về thôi. Một ice. Sao tự nhiên nó bảo nó về xong lại đánh vào đây nhỉ? Không, tôi bảo này. Nó mà có lá devil thì sao? Cũng đúng. Nó mà có bài là nó đã đánh đôi rồi, tin tôi. Ừ đúng rồi. Loàn cái bìu. Ôi, đi luôn không? Ông chắc bắn này không đi đâu. Nó mà có bài nó đã đánh ba con rồi. Đúng rồi, hai con đầu nó là thật. No. Đùng. Bích lai. Nghĩ đâu ơi. Thôi. Okay. Ai ha? Tôi cũng tu kính. Mặc đế. Giờ đã chọn á, chọn đánh con fake đã. Tôi one king. Tôi cũng two king. Kings. Sao nhiều chu vậy được? One king. One cái bill. Ăn quen ngay. Ây ha. Hết bài rồi. Hết bài rồi. Này nó không ra bắt đâu. Đùng. Không. Còn mã game. Thế đâu. Đi luôn. Trời bời. Cứ biết đầu là chết rồi à, gì nào? Ô tôi đi đầu à? Chứ qua. One king. Bắt một đấy. Anh này đánh gì đấy? Bắt anh đánh rìu. One king. Bùi. Anh ấy giả vờ nghĩ xong anh ấy lại đánh thật cho mà xem, tôi thề. Ờ thì oan. Fake đấy ơi, fake đấy. Thật đấy. Thật, anh biết nó thật. Anh vừa nói vừa đánh này. Qua vừa nói vừa đánh kìa. Ơi. Ấy da. Là khó đoán anh Quang đấy nhở. No. Mà có một viên đôi no. Thế anh cố tình nói nhím ơi. Ấy da. Không thể đen như thế được. Mọi người một cách đánh khác nhau. Đúng rồi. Thích thì mời bạn bè vô đánh cái lối đánh. Liều thì ăn con nhiều. Lập một cái phòng mời bạn bè vô và đánh cái lối đánh của mình. Ý gì vậy đó. Nói gì nữa. One ace. One ace. Chú A. Chú A à? Yes. Ý thân vậy anh ơi. Quan ơi. Anh qua mới đánh cho nên đánh vén lắm. Tôi nghĩ là không dám liều đâu. Chắc là hai con A thật. Chú A. Uầy không bắt nữa rồi thôi đấy anh Quang ạ. Còn lá đi nốt đi. Chắc không sao đâu.
Ngon. Nghe bắt lừa, ơi, bắt, nghe bắt, lừa bắt, đấy đâu. Hai con cuối mới là thật. Nghe hơi bị lừa ấy. Bắt đi. Nhìn. Thôi một con thôi. Bắt luôn. Hết bài rồi. Trời ơi. Gì vậy nơi? Trời ơi, chat ơi. Lá quỷ không đánh ba được, lá quỷ chỉ đánh một thôi. Gì vậy nơi? Mày quá. Sao cũng bắt nhờ? Đấy, em bắt quả lá quỷ à? Ừ. Ui, tôi biết chẳng phải bị bắn. Ừ. Trong bụi bắn cùng mẹ. Mà tôi biết là con đấy là real rồi. Sao em biết? Nói chim. Thật á? Con ơi. Bắt con mẹ nó luôn đi. Dù tao có bài. Ừ, thì mày đi thôi. Để sờ cao con này nó lắm như thế nào hả nè. Nào. Đi luôn. Đi đâu. Chưa đi được. Còn lâu. Tôi biết ngay nó sẽ bắt tôi một round này. Mà con chó đâu, con chó đen lắm. Em thỏ là tròn đấy nhỉ. Tôi biết nó sẽ bắt tôi một round đầu mà. Ôi gì anh ơi, nói gì nữa. Ê bạn mày xấu đấy nè. Liều thì ăn con nhiều. Bắt luôn anh ơi. Ok. True Queen. True Queen. Tu đúng tu nhỉ. Nói sai là phải bắt đấy nhím ạ. Ừ, nghe phết thực sự. Nói sai là phải bắt đấy. Thế thôi. Thôi tôi thăm dò đi, tôi xem hai con sau như nào. Thế thì thế thôi. Vậy anh Quang ơi. Thế thôi. Anh dạ. Trời ơi bắt đi rồi. Anh kia nó fake đây. Nhưng mà sao không bắt ba con đầu. Hên xui mà, hên xui mà. Đi luôn, đi đánh luôn. Đánh rồi 50-50 lắm. 3-2 hên xui. No, no, no. Ừ. Ôi, đỏ thế. Uầy, ăn quen. Ô, em mấy viên tỏa 2 viên đúng không ạ? 3-3-3. 3 viên, 5 viên rồi. Em 3 viên rồi. Ôi, bô anh nhìn team 130 rồi. Uầy, đúng kiểu nhịp tim anh kiểu đôi lên ơi. Cao khi mà anh nói dối đấy. Tôi cũng đôi ai. Anh Quang. Ôi kìa. Quang ba lá luôn. Giờ anh này đánh rén đấy nhờ. Ừ, chả thấy anh này bắt luôn. Quang ơi. Ây da. Quang ơi. Chơi thế nào kệ người ta. Chú ấy. Thế thôi. Chú ấy à. Tôi nghe phải. Ây da. Ê anh này nhiều bài ác. Thầy không bắt con trước. Con trước no, quách no, mà. No. Ui. Mạng lớn. Big lie. Mạng quỷ. Hạng nhẹ rồi. Nghĩ rồi. Một ấy. Hay ha. Lỏ ấy bố ạ. Nghe lỏ lắm bố ạ. Thằng này nó hay đánh fake trước lắm như bố ạ. Bắt đi cho anh Quang bắt. Tôi biết ngay mà. Mẹ à. Anh ấy lừa. Anh ấy giả vờ anh lựa bài này. Tôi đây rồi, đi luôn. Đi. Đừng. Ừ. À, anh lựa lâu thế. Tì này. Mày khó lắm. Đó hả? Hay à? Anh nghĩ là em không dám bắt đúng không anh Quang? Quan kinh. Anh nghĩ là em không dám bắt đúng không? Bắt. Lại à? Vậy chắc. Tính tao. Mà thôi. Em chơi bài của em đi. Thế thì tôi cũng đôi kinh. Chịu không chịu, buộc chịu. Ây da. Em sẽ đánh như này để họ bắt trước nè. One kinh.
ai hết bài người ta sẽ bắt trước. Thằng này có vẻ như hết bài rồi này. Ai dạ? Bắt thôi. Ok luôn. Ok luôn. Ok luôn. Thế mình nhiều bài đỏ thế mà nhím không bắt kìa. Yes, ôi đi rồi. Bye bye. Bye bye. Đi luôn. Còn mẹ. Ui, tao đây rồi, đây rồi. Mày tao 3 tao 4. Đây rồi, đúng rồi. Ừ, hai em mình hợp lý rồi. Thôi. Hợp lý rồi. Hợp lý này, hợp lý này. Tao đánh à? Đánh đây. 2 trên 6. 3 queen. 3 queen hả? 2 queen. 2 queen. 2 queen. Bắn mà 3 cái đầu là phát à? Ok. Chưa đi được bô ơi. Tôi nghĩ là đi rồi. Mày tay rung lắm giờ, tay rung lắm giờ. You got me. Ui. Đi nhanh ấy nhở. Chịu ơi. Woo. Ôi mọi người đi nhanh. Tôi 5 điểm nha. Ơi chậm cuối căng. Từ nha để anh sửa điểm này. Em 5 điểm. Anh 7 điểm. Có donate kìa. Cảm ơn nhiều AI, cảm ơn em, cảm ơn em. Cảm ơn nhiều. Bô 32. Đánh nó phải 5, liều tí các bạn ạ. 6. 5 5 6 thấy anh. Ôi trời, chết mẹ rồi. À đi đái cái, đi đái cái. 4 điểm, tôi 5 điểm chứ. Tôi 4 điểm. 3. 5 6. Ngon, nhanh cũng 6 này. Bô 5 này. Đấy là đấy là bông. Tự nhớ điểm của bông mình được anh này. Ơi. Hòa 4 chứ. Cái gì? Em là anh đó, em 5 này. Rồi, ok, don, hết đi. 9 phải 1 rồi đấy, không nói 5 đúng rồi, anh 6. Có lợi thế 6 điểm này. Đấy, rồi ngon. Rồi vô ra đây. Nói gì nữa. À da. Em nhím à. À anh bột à, anh bột à. Anh bột tôi này đây, tôi đây. Anh bột là máu liều lắm này. Hay liều lắm này. Tôi liều lắm. Liều thì anh có nhiều. Bô đi đầu. Yeah. Anh chip kìa. Lá đầu kiểu dím là lá fake. Chip đánh đàn anh kìa. Fake thì bác. One king. Đôi king. Kings. Chú. Yes. One king. One king. One king vậy? Ây da. One king. Nhím cho bị đánh mà. Tôi đánh ba. Ây da. À, chú. Liều đang có nhiều hả anh? Ây da. Rất nhiều người bài vãi cả lời. Anh này lại đi đầu rồi. Liệu đang con nhiều bông ơi nè. Chú ấy cửa hết quần rồi. Ai à. Không nói thật. Ui hên thế, bài xấu vách cả bìu ạ. Ngồi thích cái phòng chắc quần đấy. Phải bắt chứ, phải bắt chứ. Cùng lắm mà chết cái gì. Quyết đoán đi chứ nhỉ. Quyết đoán đấy. Được đấy. Cùng lắm mà chết rồi. Tôi mấy cây đầu. Hai okay. Cây ba cây lúc đầu rồi tôi bắt hết đấy. Ok. Cứ đắp thôi. Tôi đi trước à? Đúng. Mày đi trước đấy. One king. Tôi đi trước. Rén đôi king. Lại à. Ây da. Rồi của em này nó lộ mặt rồi. Rén đấy.
đến đấy. No. Đi luôn. Làm sao mà đi được? Nãy tôi bán viên đầu tôi đi đấy, các anh cứ bảo không đi được đi. En xui. Khả năng cao anh Quang vẫn bắt. Đôi ace. One ace. Liều thì ăn cái con nhiều. Fake. Mình điêu thế nhở? Fake chắc. Thôi. Kệ nó thôi. Thật kệ nó. Kệ nó thôi. Ba con ace. You push one ace. Hết bài đúng không bố? À. Có thể fake nha, nó vẫn có thể fake nha. Đúng. Khó. Một trong hai tên, tên trước hoặc tên này thôi. Khó. Tội gì khó, tôi có khó, bài. Khó. Anh Quang khó này, anh Quang hết bài này. Vẫn còn à? Bán đi. Thì bắn thôi. Không, mình anh Quang bị bắn thôi. Mình anh Quang rồi, bị bắn thôi. Thì lá này nó cũng không ảnh hưởng gì. Mình anh Quang bị bắn thôi. Anh ạ, viên đầu tiên chết luôn. Đi luôn. Có như 3 viên, bắn thay 3 người còn lại, đùng. Em hù anh à? Cũng dùng. Anh giảm rồi ấy. 1-1-1 hết à? Cân này. bật lại bra. True A. Thế thôi. Liều quá có nhiều hả? Thế thôi. Thế thôi. Thế thôi. Ây à. Đi luôn này. No. No. Ui. Anh định liều ăn con nhiều hả? À thế thôi. Anh hả mã này, anh ấy bắt quả tôi kinh quá. Rồi anh Quang bắt đầu hòa tan rồi này. Sau một trận thua là một trận nói thật. Sao mà bắt được? Đây nè Phong Nguyên ơi, đây nè Phong Nguyên. Thế thôi. Anh Quang vừa bắn được không là bắt đâu. Không bắt, nói thật không bắt. Ba ơi, nhiều vậy được. Có nhiều áp vậy được. Chết ngay. Anh cầm mấy lá mà nhím? Anh cầm mấy lá đấy? Anh cầm 3 lá lận mà. Quay. Mày hay chứ. Ừ. Đi à? Không được rồi. Tôi biến ảo lắm. Giờ tôi lại bắt này. Ok. Ok. Chơi trò này nhịp tim lại à. Đều nhỉ. Em à? Ừ. Đôi em quyết tim. One queen. One queen. Tuy là mình bị bắn nhiều nhưng mình liều vẫn phải liều. Con mình nhiều vẫn phải rồi. Liều các bạn ạ. Liều. Thế thôi. Nhưng mà tôi có bài. Ai là three queen à? What? Vậy ai là người không có bài? Ui dồi ôi. Bác thôi. Ê à. Vậy ai là người không có bài? Ai mới là người không có bài? Đấy, người bên trái tôi này. Rất hay nói thật. Bùm đùng. Ờ. Kìa. Đều đấy nhở? Cứ lên dần dần đấy. Còn mỗi ông là chưa đều thôi. Đây đến được tôi này. Ờ. Na chip mai. One king. Ok, đồng ba này. One king. Ê, anh cứ giả vờ kìa. What the. Không, nó nhầm thật. Ô Mai ơi. Tôi có bài. Nó nhầm thật. Có bài à? Thế tôi bắt cuối đi.
Ok. Ok anh Quang. Vội đấy. Bảo để em bắt con cuối mà. Anh hết bài rồi. Anh để nó bắt con cuối có phải là ngon không? Bảo để em rồi mà anh Quang. Ôi con Quang tâm từ. Anh Quang à? Để ý Nhím nói gì đấy, để bắt đấy Nhím à. Thì cứ bắt thôi, có gì đâu. Ôi quái đánh không khéo cái là cũng đi đấy. Ây da. Ây da. Hại kê. Hại kê. Cái này nó nói thật rồi. Đánh thật. Má nãy giờ om om cho nó không không bắt nó, giờ nó nói thật. Ui chưa một tiếng nổ nào. Chưa ai đi luôn. Ghê quá. Thế thôi. Gì đấy? Queen à? Queen. Queen? Queen. One Queen à? One Queen. Nghĩ lâu ấy. One Queen. Tôi lại hai Queen đấy nhỉ. Anh thấy giác anh đánh biến ảo thế. Thì cứ bắt thôi anh đó, cái gì đâu. Kệ nó anh ơi. One Queen. Giờ nó hết bài nhỉ. One Queen. One Queen theo Nhím vậy. One Queen. Không phải nghĩ lâu này hết bài đấy. Giọng hơi run à? Anh khều tôi đã cho tôi nói. Giọng hơi run à? Một Queen. Anh Quang quốc ca này. One này. Queen. Thôi tôi bắt round sau đi. Giả vờ nữa anh ơi. Thế còn gì nữa? Anh giả vờ nữa. Ngon. One Queen. Ôi trời. Đẹp luôn nhỉ. Thế qua hết bài à? Cái bài mà định bắt con cuối của bông mai cơ. Thế rồi. Đi. Ông đi đâu đấy? Đâu? Ui. Mạng lớn, big line, big line. Lớn đấy nhờ, mạng lon đấy nhờ. Mạng lon, mạng lon. Mạng 6 chữ. Bài xấu quá. Toàn hai con. One kill. Fact. Ai có chừng lát đều vừa. Đều vừa. Làm tí đi. Anh nghĩ tôi không ra mắt. Nhưng mà tôi có bài. Còn gì nữa chứ còn gì nữa đấy. Anh chắc thế. One Queen. Chắc chứ. Anh bắt đấy. Đấy, bắt anh nè, bắt đấy. Bắt anh toàn đánh một con nhé. Bắt nè. Bắt nè. Ê à. Kệ anh. Kệ à, kệ thì bắt thôi. Thế thì giơ súng lên. Anh à. Úi dạ. Đi mất. Chứ tôi em viết thứ 5 rồi này. Đi đâu đi. Thế thì giơ súng lên các anh ơi. Em viết thứ 5 rồi. No. Ok. Không ai chết rồi. Vậy bài xấu quá. Có lại cái đầu của tôi nữa ta. Tôi đòn anh. Trời ơi. Này ông ma quỷ đấy nhờ. Là em à? Chứ sao ông là người bốc cây đấy đó. Hả? À ơi. Fact. Quách thì bắt tôi. Fact. Thằng này đánh hai con cuối thật anh ơi. Chắc chắn luôn. Anh không bắt thì anh khó rồi. Hai con cuối nó mới là thật. Anh Quang. Bắt đúng một lần anh Quang. Fake. Dạ. Đây mới là fake này, đây mới là fake này. Fake thì bắt thôi. Dạ bắt không? Nào, nha. Không? À. Thế rồi. One ace. Con cuối là con rêu, con cuối mới là con rêu anh Quang. Cuối là con rêu đấy kìa. Con cuối mới là con rêu anh Quang ơi.
Thôi, chịu rồi. Chịu rồi. Hai con. Quang còn bài. Thế là con cuối không phải con Ryu hả nhỉ? À, nhưng mà nó cũng có khả năng nó con Ryu. Mà anh Quang không dám bắt đâu. 4 viên rồi. Không bắt nữa thì chịu. Ôi ấy. Trời ơi, nó đón rồi, nóng thân. Anh cứ để nó đòn thôi. Bắt sớm đi. Anh hết bài rồi. Anh nó không tuồn được phát đâu. Đi rồi. Ây da, 6 viên. Đến cuối cả. Chị ơi, anh ấy mạnh tâm một rồi. What? One queen. Ôi, anh Quang này xếp như thế này, tôi nghĩ là không dám bắt đâu. Hai con đi. Làm tí đi anh Vong ơi. Cuộc chiến này như là không viên rồi, không dám bắt đâu. Ồ ngon. Đôi queen. Ôi kìa, liều thế. Ây à, nó nghĩ anh sắp chết nên là anh không dám bắt đấy. Ây à, anh biết mà. Nhờ. Phạt nghe chứ, đi luôn. Thế để nhím chết trước rồi. No. Ủa, bạn của tôi có 7 viên à? Yo. Đấy thì 50-50 xịt. Cuộc chiến này căng nha, cuộc chiến này căng nha. Giới thượng lưu đấy. Đôi kinh. Anh Quang lại nghĩ là Bo sẽ nghĩ anh Quang không dám liều nên là đánh ba con fake xong hai con cuối ấy. Tôi nghĩ hai con cuối mới là fake. Hay à. Từ nha. Chắc không. Hai con cuối fake đúng không? Nếu như anh Quang là real thì chắc anh Quang không phải bắt đâu. Ông có chắc không? Hay phải liều thôi. Trông anh tự tin lắm. Không ai hơi nguy hiểm. Tự tin thì Quang bài chúng đây. Hơi liều vậy. Thôi. Chơi với bọc mai rồi. Kinh à? Bây giờ mình đánh cái gì nhỉ? Đây. Đấy. Đấy. Đồng chí rồi. Đấy. Bài chưa? Đấy. Làm gì còn, nó về hết rồi. Có khi thầy đi trước thôi. À luôn, nó tay nó luôn, tay nó luôn. Tay nó luôn. Ôi giời. Để hai ông này lọt bài chứ gì. Dạ. Ông chiều của ông mà tôi sao bắt. Các bạn là người ta đánh liều mà. Thì bây giờ còn gì để mất đâu, phải liều thôi. Đúng. Đúng. Liều thì ăn cái con nhiều. Thấy không? Ông Mai ơi, nó liều đấy. Kệ ớ, sao hai anh em bên kia xử lý nhau trước đấy. One queen. Bắt rồi. Ôi, tôi sẽ để hết bài trước. Để nó hết bài trước để người ta bắt. Vừa mình bắt nguy hiểm lắm. Bông mai, đừng bắt tôi. Tôi nói thật nghe, đừng bắt tôi để cho hai ông kia bắn đi. Không bắt tôi là ông kia. Cái gì đây? Chơi gì đây? Còn đánh đòn tâm lý đấy. Đánh đòn tâm lý à? Trước nhà. Thôi về thôi. Ây da. Playing with fire sugar. Về à? Về thôi. Mình phải đưa hai người kia vô cái thế khó chứ. À, liều không nhở? Tôi nghĩ tôi không dám bắt đấy, nó nghĩ tôi không dám bắt đấy. Đúng rồi, tôi nghĩ thế thật mà. Ủa? Thôi một quý. Thôi một trong hai ngày phải chết rồi. Nếu mà anh không bắt xem là ai thôi. Thôi bắt đi xem nào. Em không bắt là thua. Nè anh hết bài rồi. À đây rồi. Thôi để em bắn hộ cho anh Quang ơi. Rồi xong. Không bắt là thua. Goodbye my love anh Quang. No. No. Anh nhìn quyết đoán đấy chứ. Bắt cút thôi. Cứ đoán thôi. Đúng rồi, lựa chọn đứa nào đúng rồi. Hai quý. Bắt con mẹ mày luôn.
Bắt thì đi thôi. Muội đấy. Bắt thì đi thôi. Đi đâu, đi đâu, còn lâu mới đi nhá. Đi chết trước đấy muội. Thằng Khoa này còn lâu mới đi. Thôi chú anh thấy giác mình không bắt sớm, mình cứ tuần lá ấy đầu chứ. Ê, nó ba con Drill sao ấy. Chú mà. Không, ý là ba con sau Drill ấy. Ờ, nghĩ tao đi. Chú ơi. Nè 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 nè. Nghĩ tao đi. Có thể ban fake. Fake thì ban thôi. Luôn. Bắt luôn, đúng rồi. Sợ cái gì? Bao fake. Anh ấy đánh hai con thật. Fake hai thật hay là hai con fake nốt đi. Mẹ tôi cầm hết real ở đây rồi. Anh à, con kia. Thằng này con gà nữa kìa. Cái đồ hai anh em này, ba anh em chơi kiểu gì nhở? Ba anh em chơi kiểu gì đây? Anh em ơi, anh em không nhét đạn vào. Vẫn liều đúng không? Liều thì bác. Ok. Tội cái gì? Một ấy. Anh không dám bắt được. Năm viên rồi. Thượng chiếu. Nhưng mà thế thì nhím lại dí súng vào đầu. Ôi à. Tại nó fake đấy. Trời ơi. Biết làm nào giờ? Không dám bắt. Tôi đi bắt. Có hai con cuối tôi thật thì tôi lại bắt à? Ông sao tôi đi. Đúng rồi. Không nên đi. Còn thế rồi, mấy điểm? Em sẽ bảo 6 à? 7 đâu? Điểm 5, 7 7 anh ạ. 7 bằng điểm anh à? Ui, đấy là phải 5, có overtime rồi. Ok 9, 7 này. Sao mình đi trước à? Bô bây giờ mà đi là 3 thằng bắt trước cơ. 3 thằng 7 điểm. Xui các bạn ơi. À không, 3, 7 điểm. 2, 7 điểm nó đánh 50, 50 đâu. Biết đâu 2 con sau không ai ra. Phải là bô top 1 cơ thì mới đánh thêm. Để xem nó có bắt không chứ. Nghĩ lâu đấy anh trai. Tôi một viên, ông còn 5 viên cơ mà. Thôi kìa. Quán ký. Ê quán ký. Bông mai khả năng cao, ván này ngon này. Ê quán ký này. Anh làm gì còn bài nữa. Rồi. Đi. Rồi. Thôi, OT vậy. Ê 8 điểm này, không phải đâu. Thế là 2 người 8 điểm, 2 người 7 điểm này. Ui, khó nói này. Trận cuối đấy. Ta bắt buộc phải OT làm mà. Làm trận nữa đi. Ta mới sợ một người, là một người chơi game, tôi muốn OT. Tôi OT. Tôi OT, tôi OT. OT rồi. Ông OT, OT một trận nữa là ra mà. Đúng rồi. Là ra là kết quả mà. Bây giờ mình cứ OT đúng trận nữa, ví dụ mà có bằng điểm nữa mình quay. Ok, quyết định nha. Ok. Ok. Rồi, nói với cả nhau. Rồi, OT thôi cho dễ, có gì đâu. OT cũng lắm là lệch một người thôi. Một người bằng điểm thôi. Bằng điểm thì thực ra mấy anh em 3, 4 chia, tự chia nhau được. 1, 2 rồi. Nếu anh Quang là tôi thích rồi đó. Ừ, vẫn thế mà. À là anh Đô à? Không, em hiểu tiếng anh Quang rồi nha. Em hiểu rồi. Em hiểu á? Vâng. Tính ra là anh còn không hiểu anh luôn á. Vẫn chiến thuật thế à anh bố? Paka, Paka. Thật, anh vẫn chiến thuật 2-3. Chiến thuật thế sao? Okay. Không, thử luôn để biết tôi đấm đầu như thế nào. Cả dáng tôi chơi vậy sao? Yes sir. Nãy tôi cũng bắt rồi, tôi biết rồi. Một là thật hay là giả thôi mà. Nghĩ mày nghĩ lâu thế. Làm gì trận nào bài anh cũng đẹp đến mức kiểu ba con anh giống nhau. Anh thả xuống luôn đúng không anh bố? Anh ấy, bây giờ anh ấy chơi 2 round. Đúng rồi. Anh Quang là hay đánh son son lắm mày. Anh lại nghĩ lâu xong anh đánh thật đúng không? Đâu. Một con anh Quang sẽ không bắt. Và tin tôi. Ê. À. Thế nó không có nhiều bài đâu. Ê. Thế thì tôi có một lá devil. Nghe anh.
Bố nó nghĩ lâu là nó có một lá level đấy. Thì thôi, không bắt nữa, không dám bắt nữa. Quan kinh. Two kings. Ây à. Thì về thôi. Về à. Oh my. Feeling like. Về tổng về thôi. Liar. Đẹp à. Nhiều bài đấy nhờ. Em hiểu anh rồi. Em hiểu anh rồi Quan ơi. No. Đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Ôi giời. No, 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 no. Anh Quang lúc đầu chơi rất máu, về sau đánh rất cẩn thận nhá. Đặc biệt gần chát say. Thấy rồi anh Quang ơi. Bài mà, bài nó vô cái thế thì phải chịu thôi. Ôi bài tao nhắm mắt đánh nhá. Anh nắm trong anh nhìn tôi, anh sợ tôi bắt anh hả? Đúng không anh? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Anh đánh thật không? Ở chứ anh thì tự chơi đi chứ, anh hỏi tôi. Anh hỏi rôn à? Tôi đi bằng đầu. Tôi bắt cái thịt heo của anh, tôi nọc heo rồi. Ê, anh ấy dí tôi đấy. Anh nhìn tôi chứ. Tôi đi bằng đầu rồi đấy. No. No. Ôi dồi ôi. Đi luôn. Chúng ta đã tìm ra người bet đầu tiên. Ê, cái anh này. Anh nhìn tôi. Hãy thì anh ấy không bắt, bây giờ anh ấy bắt. Rồi, vậy là tôi hơn điểm anh Quang chắc chắn luôn. Xong. Tôi bét rồi. Chú Quyền. Chú Quyết. Tin nè. Hôm nay anh tin bài, anh ít bài rồi. Nghe giọng rất tự tin đấy. Đi luôn. Tôi lâu không bắt anh quên à. Alright, alright. Alright. Ôi giời. Ai? Thi thoảng này nó sẽ đâm liều một phát nhím ạ. Tôi bài là gì rồi. Đấy anh Gấu ơi? Tôi đang nhìn thấy mà. Bắc bà, bắc bà, bắc bà, bắc bà hả? Bà này nè, bắc bài nè, bắc bài nè. Bắt bông mai cả anh nhở? Nãy giờ chưa bắt bông mai. Thực ra tôi biết nó là giả anh nhím. Nhưng mà tôi lại có bài. Mẹ tôi ấn nhầm ích rồi. Giả đi bắt tôi. Giả đi bắt đấy. Tôi cầm 3 con quỳ, lấy đâu ra anh nhiều quỳ đấy. This is not the worst mistake I've made. Còn khuya, còn khuya. You know. Hên thế. Ok. Ây. Cẩn thận đấy anh ơi. Cẩn thận với nước đi đầu tiên đấy. Đấy. Tôi bảo. Chú. Nó vẫn đánh fake đấy, tin tôi. Ui. Ba chỉ ba. Không. Làm gì có chuyện, tôi nó ơi. Có 3 con còn lại đúng không? Đợi 3 con sau tôi đọc. Mưa rơi từng đêm mưa chiên mình. Vừa hát vừa đánh à? Vắng 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 vắng. Vắng 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 vắng. Tôi bắt con cuối nhìn nhé. Đây bắt này à. Bắt tôi hết bài rồi. Quyết đoán nghe chứ. Bắt tôi biết sao sợ. Liều à, mày liều à. hai con vừa rồi đánh thật. Bạn nó fake đéo bắt của tôi cơ. Cấp 1 mới đánh cấp. Ôi đẳng cấp. Khó cho anh ý. Ủa anh em mình không trên 6 nhím ơi. Bằng điểm rồi. Quay thôi. Khó chưa. Tôi tấp máy nha. Tôi 10 điểm. Hoàn Quyên. Lại quay. Tôi Quyên. Quyên. Đâu? Đôi Quyên. Đôi Quyên thì về. Ôi trời. Mẹ. À thế rồi. Hai con kia phải bắt trời ạ. 50-50 phết. Đừng. Đấu trí à? Đấu trí đây. Ai à? Đấu.
Three Kings. Three Kings. Mắc thôi. Ây da. Ui mà bùng mai hết luôn. Bắt đầu. Bắt luôn. Không, thực ra là em hết bài rồi anh ạ. Em có 4 con không phải con nát. Không, 5 con nát không phải con nát. Em xấu bái biểu. Mới có 1 viên thôi. Bắt rồi, biết ra rồi. Big fly. Big fly. À, tôi đá chim thằng này, tôi chỉ ông nha Bông Minh. Đợi tới. Không được, để tôi đấu trí với nhau. Rồi quên. Không, hai con này thật, ba con cuối lỏ. Ba con cuối lỏ chắc luôn. Đôi quên. Thì bắn thôi. Ai da. Kê cái súng vô cái đầu đi. Bài nó đẹp quá. Kê súng vô cái đầu đi. Guess it's showtime. Bom. No, no, no. Mạng lớn, mạng lớn. Rồi, có lá devil nhưng mà chỉ còn hai người thôi thì chúng ta không giải quyết bằng lá devil. Devil. Lại tôi à? Đúng. Quan ơi. Phát. Ây da. Ây da. Bắt luôn. Ai? Sao đấy em ơi? Ông nào đấy? Ông nào đấy? Sao đấy? Sao đấy? Ông nào đấy? Tôi đấy, tôi bắt đấy. No! Oh. Rồi, lại bằng điểm. Three ơi. Hai người bằng điểm lận á. Đâu, hình như có bằng đâu. Không, không có bằng. À, tôi bằng điểm à? À, ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhím lúc nãy mấy? 8 à? Vâng rồi. Nhím là 10 này. Em... Bông Mai là 11. 12. Nhất 1, Bô cũng 10. Thế là con nhím với Bô quay thôi. Ồ, quay tới 3 đâu mà. Em là Bô quay tới 2 thôi. Tôi trả tiền. Rồi, ok, thế thôi. Anh đang trên đỉnh mà, anh xuống nhanh. Chúng ta hãy ra. Đây, 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 tôi quay cho. Quay đi, quay đi, quay đi, quay đi, cho nhanh. Quỷ ma. Hả? Đúng gì à? Đây, để tôi quay, để tôi quay cho. Cho nó nha anh. Cú ngô. Mấy đây, bom mấy, bom mấy, bom mấy. Ô ba đi. Ô ba. Trời ơi, tấp 2, tấp 3 thôi mà. Quất cái đi. Bị là bị luôn nhá. Ê, một bị luôn đúng không? Ừ, chúng tên là bị. Ok. Là tấp 2, chúng tên là tấp 3. Chúng tên là tấp 3. Chúng tên là tấp 3. Bam. 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 Rồi, rồi, tôi rồi, tôi rồi. Không phải tôi. Ô thế Bông Mai top 1 là ăn buổi trưa luôn, đẹp luôn. Ngon luôn, đi luôn. Ờ, hợp lý, ăn bánh mì buổi trưa là hợp lý. Mỗi anh em giờ trưa mà. Thế thứ 6 đi, thứ 6 anh em đi đá bóng luôn. Ok luôn. Chính là Bông Mai chưa có IRL nào chứ. Có tên hay á. Mấy cái công tư mới á. Không phải mượn ít gọi là dụng cụ đấy. Ok. Dùng điện thoại được ngay em. Một buổi quay hay lắm. Vâng, em chưa biết setup. Một buổi quay hay lắm. Tôi biết setup.